Nhạc sĩ Hoài Khang đã có lòng đến nơi này của chúng của các anh em ở đây. Vâng, cũng với chủ đề tình mẹ, và trước khi trở thành một người mẹ thì chúng ta phải là người tình và là người yêu, rồi mới đi đến được cái tình mẹ thiêng liêng này. Và vì như vậy, Minh Kim Cương xin gửi đến quy trình ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được mang tên Người Yêu Của Lính. Và hôm nay ngày lễ mẹ, xin kính chúc các chị ngày hôm nay với thật nhiều hạnh phúc, nhiều tình yêu. Và cũng xin chúc quý anh hãy về nhìn lại người yêu, người chồng, người tình của mình để cầm đôi nhẹ lên bàn tay nói anh rất cảm ơn em. Xin cảm ơn. Hôm nay em chúc giờ là tả luôn em nhé. Thank you.